hồng trung ấn tấm bồ duyên phước, pháp thí giống lành ráng thêm chân.
sư mẫu ngự chim loan tại miều tận thiên tây quyền diệu ứng linh bút cơ mẹ thảo tâm kinh lời châu ghép lại nhìn biển cả trùng dương nước biển nga tiếng khổ sầu ta thiết lòng đau mẹ trong tình lượng sống nào bao nhiêu sống nghi lượng nghẹn dương trần gặp nhiều gian khổ mẹ sáng khai quá độ khắp nơi núi sông dù trụ đất trời chính đi do con trẻ nguyện sớm chiều tu học ngày lẫn đêm lo kiệm hạnh con dân đanh mẹ chứng lòng son dạng dân bá tâm nước non thanh bình ngày kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngạt buồn thương chốn trần trẻ thơ dài dân hương thành cầu từ mẫu tây dân chế hương lời vàng cung kính tiếng trẻ khờ nguyện thịnh từ tôn lời cầu giọng thấu cung tim nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh mẹ thương con thâm tình muôn thuở đạo hoành truyền rộng mở khắp nơi gánh tu thó tục xa đời quê tiên chốn cũ là nơi trở về nhìn quán cầm sơn khê non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu thanh ni an độ cho sinh ni chúng ni một đàn chánh làng khối bạc ngút màu bay
đại hướng mẹ ngự không trong thức tâm y kẻ thế soi chung gương thiền tam nhật màu có xin bái màu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương con quỳ dâng nén tâm hương lại mẹ phủ đức thập phương an lành nhìn làng khói trầm hương bay tỏ
chứng lòng con trẻ cúng dường dân hoa. Lời giảng cầu thiết tha quan chốn dương trần tở an phù dân, chúng sinh đi đau khổ vô ngần, thầm tâm đi lại mẹ gọi lần ngày kỷ mậu sớm trưa bay màu tiếng chân thành dòng bao nhiêu con gánh tù nòi chi ba tùng bao đề hành đi nguyện điển quyền linh đi phủ quanh đi bao khắp mê nhớ mẫu hiền con chắp tay cầu lại mẹ đỏ hết năm cháu cầu xin đi sanh đi chúng sớm hầu chi cung. Người dưới thế hiếu trung trọn giờ hỏi lòng qua mẫu tử tương phùng hương lành thơm ngát lạ lùng bồ đề rõ nở tại cung quá thơm ngát con quỳ dâng lệ lại mẫu thương gian thay chứng minh tai ngà dân nghi đó qua sinh thánh cầu mẹ giáng điện quả tươi xanh tâm thành cũng cần tiếng trẻ cờ nguyện thành từ con điển linh ni phụ khắp càn khôn chiến khai đại đạo tiếng đồn giang xa. Trần hỗn độn sơ khai lời châu ghi lại trần ai là do huyết mạch phi tài từ tôn quay linh đi màu dưỡng nuôi con ấp bên
tám nhật màu kỳ kinh địa màu, chúng sinh đều sâu đòi nhàn thanh. Mùa màng sung tốt tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ơn mẹ khắp di sanh sờ, kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh ni chúng tao phùng. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thỉnh mẹ chứng tri. Dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân nghỉ lành bền dân tâm tôn. Sơn khê rào bước ngao du, vào nơi thiền thánh rừng tôn kiện thiền dòng bay. Điện mẫu từ phụ rải khắp nơi, mẹ thương dưỡng dục khuyên đời. Ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu, mẹ tiền pháp nhiệm màu phản chiếu, cứu đàn con tận yêu tận trung. Nguồn thương mẹ phụ ngàn trùng, suối lòng ngào ngạt bán chung. Tạo non sông tươi thắm
tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan điển huyền linh tỏ sáng mười phương thái dân bát ngọc trà hương thành tâm mi lại mẹ xót vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tử, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cung, giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu thành tâm tụng kinh địa mẫu chân kinh. Phổ hương trung nơi quyển thành cô ma tận thiên tây miêu khổ ứng linh thượng tầng tỏ ánh mi quang minh chim lon mẫu ngữ truyền kinh trăng. Ngôn mẹ đây lời mạch huyết đức từ tôn ta tiếp khuyên con hiếu trùng giữ dẹp cho tròn mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh. Mẫu thành tâm y kính mẫu tâm lòng son dòng y thấu chiêu cung giả giả xâm mi hợp trùng phong dân ngàn quốc thôi hưởng chung thanh bình. Mẹ đổ con từng phút từng giây núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy táo Phật mẫu ngữ thượng tình độ thế điểm chân linh phước huệ rải ban tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng con lòng lọc thọ hiện giờ.
dân nghe nước thành nhà yên, lời châu máu và y gánh chuyên tu trì. Thơ âm diệu quyền di cơ bút, mẹ chuyện kinh dưỡng dục chúng sinh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tổ thượng bằng máu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh ni tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Sáng ngư tạo quyền duyên
thiên long địa diệu cây trí âm phối hợp phục quy diệu đài thiên địa lập âm mi lai dương khư khi thần giáo dịch này dở ra lúa gạo dưa.
lưu truyền cơm áo chôn trần để cho người thế thân tâm thanh nhàn. Dù trầu gió mẫu hoàng sức phát ngay màu tạo ra Bồ Tát thần tiên thượng thần bao phủ điện thiên chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh ni nước biếc khắp mi bốn mùa tám tiết trở xây gió ngàn tỏ lượng tầng mây quá xanh đi những loài cỏ dương đế đại dâm từ trong thân đi mẫu trường thầm mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh chốn lâm sơn tiếc lặng sương rơi có cây cổ thụ sống đời sắc dân trăm họ do nơi mẫu hoàng. Năm giống y lúa tươi xanh y dung dường sao thứ gạo dành thưởng nhân dân no ấm hiền dinh sống nhờ điểm mẹ quyền linh phù đầy khi lìa thế gọi thay thân màu sự hoa xanh dời đôi vô thường thân mẹ là chỗ dựa nương từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn nào châu quận kìa lâu đài cung điện uy nga am chùa quán xa lập ra hiền thần tiên thánh ni mẹ đà thượng phân
quốc gia gia con gió lạnh đi mẹ bán ra tôn sông người dưới thế hiếu trung hưởng phước đến quyền linh đi sao trước mẹ ban dân ngàn quốc thôi để dưỡng cung cần y máu hoàng tử tôn nước nào bị dập dồn chinh chiến cùng do nơi mẫu chuyển phạt hành vậy cùng quả cây quả rau cải trái cây nào là chua ngọt đi đắng cay lúa ăn thuốc muôn rừng cây ai tương hàm ớt hẻ gần mẹ bán trăm vàng mùi hương lao tâm y tổn quyết vàng trường vì con công lao mẹ bút son khó tả tình bao giận anh muốn mẹ giận con đó sản phẩm y do mẹ quá tạo ra cần đài mạo áo phù quá ba tiền vật dùng hiện ra mẹ chẳng thấy một ai lòng tự thân
làm sao ngã luân hồi, biết bao sáng dần qua màu tố sinh. Kẻ thế đâu rõ tình thân màu, dầu hoàng tiên khó nổi sắc nên. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hào quá quyền trên phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngủ cốc dành quá độ nhân sanh. Có cây tươi tốt hương thăm, địa châu thấm đi giọt mưa lành phì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mặt quyết, bao tình vì xương tiết nghi giá băng. Đài mây gươm tổ phủ dân, gặp luồng quang điểm biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cô rồng kia ẩn lắm phần dân chuyển cho đông. Mẹ truyền quán giỏ hô phong ưng hầu, cô rồng kia xứ nào chẳng có. Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây, điều do linh mẹ phán bài. Ơn trên chiếu triệu giam rầy rãi đâu, muôn thu giận nằm sâu lòng đất. Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai, nhọc nhằn chẳng hoàng đắng cay. Điện quy quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh, chốn dương trần con lành tỏ hương. Bao nhiệm màu mẹ thường hồng ân, tất cả do linh màu hoàng. Công dài chẳng thấy người trần ghi tâm, mẹ thương con giả thầm đau thắt. Chẳng bao giờ nhắm mi mắt nghỉ đâu, điện quang điêu mẹ rút đau. Càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu, khi ca ngang
phải ra đôi dương trần như thể bèo trôi cắm trời trong y rồng tháng mưa sầu nắng tay ngoài càng khôn như lai tạm ẩn chứ bồ tát tàn lẫn biết tin từ vua chúa đến quân nhi binh sẽ điều tận diệt nhân sinh yêu tàn phương hương dần tiêu tan tất cả như mẹ phán truyền cháu cao quý ai sưu tầm diệt lý quang minh tâm thầm khảo sát chân kinh thọ trì giác nói chúng sinh hiểu rằng từ tôn chiêu điện lành ban phước sắc lệnh phê người được thiện dinh phi tài huyền diệu cao minh mẫu từ giáng út ngọc minh nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt chân khí như ánh đi đuốc thiên nhiên mẫu cho phản bọn hoàng uyên chân thần đúng ý hoàng liền chẳng sai tinh khí hiệp cho ai dựa tâm cánh tu tâm hưởng cảnh hưởng đài khai tâm dung chuyển đạo ngay lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua cần quán tưởng sâu xa kinh màu chớ khoe tài nông nổi mà chi chân kinh lịch mẹ chớ bị quần thần nghề dân y võ chẳng nghi lời vàng đại từ con mẫu hoàng cao cả ân đức dài dâm ngã đằng sau tao nhân mặt khách anh hào nông thương công sở nở nào lạc ngơ không đàn đáp tôn thờ cung cảnh nở vô tâm chân truyền lời châu chân ni pháp ơi.
từ mẫu diêu trì đỏ đài muôn kiếp chẳng hư thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng: lão bà hỗn độn quá xanh, thở còn mù mịt trưởng thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khi, thập nhị muôn niên kỷ giác lâm tuổi thọ chín ngàn sáu trăm. Thời gian sức thế khổ tâm mi nhọc nhằn, muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, quá thân chớp nhang phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến qua chẳng đời, truyền kinh đi châu ngọc bao lời thiết ta. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẹ, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngữ thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền tranh, lòng ước mong quyết mạch trung phòng sớm về điện ngọc diêu cung. Con làm cố gắng hiếu trung tu thiền, hội tí sụ khai thiên tịch địa, dạng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Trên kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn trăm tám chục câu khuyên sanh đời. Tâm thành ghi lại chân kinh để truyền linh ni tử gần xa tu hiền mà. Chân kinh ni địa mẫu mẹ hiền là công Phật tử dài tâm góp thành. Nguyễn Thị Ngọc sau 19 tuổi, Quỳnh Thị Quang tuổi sau 13. Thị đẹp con mẹ họ Quỳnh Thị, nhiều con trẻ họ Lâm cơ phần. Nguyễn Hoàng Thâm Mai Thị Tinh, vợ với chồng trên dưới hiệp tâm. Gò Vấp ở chốn xài thầm, ngày nay công đức ghi kinh Phan Thị Hồng người ở Hàm Tân. Hà Thị Mỹ Lệ Trần Ngọc Bích nở xưa.
Cần Thơ. Ngày nay mò hót và góp trong gia đình, hội miễu Tây An, Phùng Thị Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Lan, Hồ Hoàng Danh, Dương Thị Mỹ Châu, Nguyễn Hữu Phước. Người trần nay đã phát tâm lập đi nên hội yên quê viên, cõi trần lũ kinh địa mẫu chân kinh bổ long soạn giả trong đồng giết nên minh duyên huệ nhận hòa kinh thì trong minh tử thành nì tâm đạo màu cầu linh mẹ chiêu trì thượng cầm nguyện tam tòa thánh ni màu đỏ an lại thầy ở chốn phổ minh giác linh phù trợ tử linh an nhàn người công quả lập rồi phước đức đổ gia đình trên dưới viên niên đổ cho chồng vợ thuận nghiêm đổ cho con dạy quan hiền từ đây chữ tài phúc lộc mẹ ban sở cầu như ý lời con nguyện cầu. Nam mô vô lượng hư không như trì Phật mẫu tác đại chứng minh bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 23 với chủ đề địa mẫu chân kinh do hội miễu Tây A, cô Bảy Long An, cô Chính Cần Thơ cùng nam nữ Phật tử đã phát tâm ấn tâm đến đây được thập phần viên mãn. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức, chư linh tử, quý thiện tri thức gần xa đón nhận bộ kinh này như một phần quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật, với lời ý thô thiện không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót. Rất mong quý thiện tri thức, quý chư tôn đức cùng quý vị linh tử gần xa niệm tình quan hỷ cho.